Đúng các bác, đây là cặp đèn benzin của xe gì? Của xe Santa Fe đây các bác ạ. Cặp đèn benzin chưa đủ độ sáng, do vậy bác chủ xe nâng cấp ngay một cặp bi Titan Platinum Laser và một cặp bi X5 Pro tại Auto 365 Mỹ Đình. Đây là công đoạn căn đèn nhá. Các bác có thể thấy chiếu xa lên bảng, ánh sáng rất sắc nét và mịn, cho ánh sáng rất bám đường. Với công suất pha là 90W và công suất cốt là 80W. Còn đèn X5 Pro với công suất là 50W và 60W, cho ánh sáng cực sáng. Như vậy là team Auto 365 Mỹ Đình đã hoàn thiện việc nâng cấp ánh sáng một cặp laser và một cặp led cho xe Santa Fe đời 2021. Bây giờ các bạn cùng xem ánh sáng nó như thế nào nhé. Đây là ánh sáng của cặp laser và một cặp led. Các bạn có thể nhìn thấy trên bề mặt cắt này, rất sắc nét, rất sáng, rất bám đường. Đèn tích hợp hai chế độ, chế độ pha và chế độ cốt. Đây là chế độ pha, rất sáng rồi chưa? Đây là chế độ cốt, mặt cốt rất sắc nét, bám đường. Ở chế độ pha thì rất quan tâm các bác nhé. Để quan tâm đến sản phẩm đèn tăng sáng, các bác vui lòng bình luận bên dưới, bên mình sẽ liên hệ để tư vấn cho tất cả các bác.